Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình hỏi đáp số thứ 374 của Shop Công nghệ TD. Và đây là số đầu tiên của ngày đầu tiên năm 2021 các bạn nhé. Thứ hai, Lương xin chúc tất cả các bạn có nhiều sức khỏe, một năm thật nhiều thành công. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên của số ngày hôm nay. Câu hỏi số 1 của bạn Thiện Phạm Khánh. Chú ơi, cho con hỏi là ví dụ như con đeo M4008 mình nâng lên cạc 4 hay là 8GB nhưng mà vẫn giữ quắc đô đó có được không ạ? Đối với dòng máy M48, thứ nhất là vẫn cho phép cháu nâng cấp Vega thì nó sẽ có 3 thể loại Vega cháu nâng cấp. Đầu tiên đó là Vega của AMD mà vì nó chỉ lắp được trong M48 thôi nhá. Và thứ hai đó là cạc quắc rô K2100 và K1100. K2100 là Vega mạnh nhất cho dòng M48 và không có loại Vega nào với dung lượng 8GB có thể lắp vào chiếc máy này được cháu nhá. Câu hỏi số 2 của bạn review phim nhanh. Anh ơi cho em hỏi, giờ em mở 50 trình duyệt trôm chạy cùng một lúc ở trên con Dell 7510 loại i7 chip 6820HQ RAM 16GB thì có chạy được không ạ? Em cảm ơn anh. Đối với dòng 7510 này với việc 50 tab web dung lượng RAM 16GB thoải mái để em mở nha em nhé. Chạy thoải mái luôn. Câu hỏi số 3 của bạn Công 95. Chú ơi, Mac Pro 2018 thì học lập trình được tầm 5 năm nữa không ạ? Và 8GB RAM thì có đủ không ạ? Đối với công việc lập trình thì chúng ta lại không yêu cầu có cấu hình quá cao thì máy vẫn có thể sử dụng tốt, mà MacBook thì chắc chắn sử dụng rất tốt cho lĩnh vực lập trình. Đối với phiên bản Pro năm 2018 thì nó sẽ có phiên bản màn hình 13 inch, còn đối với dòng màn hình 15 inch thì là 15 inch thì nó sẽ có cấu hình MacBook là RAM 16GB, và dòng 15 inch thì chúng ta sẽ có CPU khỏe và có Vega rời, nó sẽ hỗ trợ tốt hơn so với dòng 13 inch. Đấy, còn đối với dòng máy 2018 thì cháu phải bỏ ra tầm tiền khoảng 27 triệu, 28 triệu cháu mới mua được nhá. Mà lưu ý là dòng này không nâng cấp được bất kỳ linh kiện gì cả. Cháu dùng 8GB thì nó mặc định là 8GB suốt cả cuộc đời cháu nếu dùng. Còn 55 với chiếc MacBook này thoải mái luôn. Còn với phiên bản RAM 16GB trên phiên bản màn hình 13 inch cũng có. Nó gọi là hàng CTO, phải đặt trước của hãng và nó rất hiếm trên thị trường. Thì cháu có thể lựa chọn và sử dụng cháu nhá. Câu hỏi số 4 của bạn Hải Đăng. Chú ơi, học kỹ thuật xây dựng thì nên chọn mua laptop nào vậy chú? Đối với các dòng kỹ thuật và dòng xây dựng thì chọn ngay cho chú đó là các dòng Mobile Workstation. Mobile Workstation là dòng máy chạm chuyên dành cho kỹ sư đồ họa và chúng ta sẽ làm rất tốt trong lĩnh vực là đồ họa mô phỏng render. Máy có khả năng chịu tải cực kỳ tốt và làm việc liên tục trong môi trường bụi bẩn cũng như bất kỳ môi trường nào thì chiếc máy vẫn có thể sử dụng được. Nó được trang bị tiêu chuẩn độ bền đó là STD80G của quân đội nên cực kỳ ok. Và hiện nay để đầu tư những chiếc máy chạm thì nhắc cháu là rất là đắt. Đối với việc mới học hành thì chúng ta sẽ đầu tư những chiếc máy khoảng tầm 15 đến 20 triệu. Ví dụ như là Dell Precision 7510 hoặc Dell M48 6008. Còn ThinkPad thì nó có Lenovo P50, P51, trong khi đó là HP thì nó có HP ZBook 15G3 trong tầm tiền của cháu đầu tư. Còn nếu mà có đầu tư ngon hơn mà để gọi là chuyên nghiệp thì ít nhất phải đầu tư từ 30 triệu đổ lên cháu nhá. Câu hỏi số 5 của bạn đẹp trai Kiên. Anh cho em hỏi là bản Acer Nitro 5 2020 và 2019 thì khác nhau nhiều không ạ? Và có đáng để nâng cấp không ạ? Đối với dòng 2019 được trang bị dòng CPU thế hệ thứ 9 và dòng 2020 được trang bị thế hệ 2020. Nếu có điều kiện kinh tế thì chắc chắn là dòng 2020 nó sẽ hơn. Tổng thể về hiệu năng này nó khoảng 15% bao gồm hiệu năng của Vega, bao gồm hiệu năng của CPU, mạnh hơn so với dòng 2019. Dòng 2020 thì em sẽ phải đầu tư ít nhất là tầm khoảng 18 triệu đổ lên, còn dòng 2019 thì 17 triệu đổ xuống em nhá. Thì cân đối nhu cầu tầm tiền của mình. Còn tất nhiên là mới cái gì chả hơn em nhá. Câu hỏi số 6 của bạn Tuất Đỗ Công. Em có con HP ZBook 15G2 mà trừ bộ vỏ của nó trầy xước nhiều quá, bên anh có bộ vỏ nào để thay không ạ? Đối với vỏ ZBook 15G2, nếu mà thay cả bộ đấy hết 2 triệu rưỡi em ạ. Anh nghĩ là phần nào xước thì thay phần đó thôi em nhá, có thể qua cửa hàng anh thay cho em luôn. Câu hỏi số 7 của bạn Khánh Trần Quốc. Anh ơi cho em hỏi là ThinkPad Xtreme Gen 3 có chơi được Liên Minh ở mức độ là 2 setting mượt mà không ạ? Anh tư vấn giúp em ổ cứng SSD 500GB, tốc độ đọc và ghi cao đến mức nào, giới dưới 2 triệu. Đối với dòng ThinkPad X1 Xtreme Gen 3 thì đây là dòng siêu sang và rất là đắt của ThinkPad. Chiếc máy này hiện nay có mức giá khoảng tầm trên 40 triệu. Nói chung thì với các công việc của đồ họa chơi game thì mượt em nhá. Liên Minh chơi max setting luôn, max setting luôn nhá. Lưu ý là như vậy. Và với ổ cứng của con này, nếu mà tốc độ em muốn nhanh thì em lắp con như là PM991 của Samsung chẳng hạn. Tốc độ đọc của nó khoảng hơn 3GB một giây, thậm chí là 3GB4, 3GB5GB, anh đã test trên rất là nhiều máy. Và hiện nay một chiếc ổ cứng 512GB có giá khoảng tầm hơn 2 triệu đồng một chút em nhá. Câu hỏi số 8 của bạn có tên là Romus. Anh ơi, 13 triệu đổ lại thì có máy nào mà sử dụng được Core i5 đầu 8 và card rời 2GB không ạ? Với tầm tiền này thì anh nghĩ là em chỉ có thể mua các phiên bản kiểu dạng cũ đã có sử dụng rồi. Em ơi, với tầm tiền này thì em mua con anh con Dell Latitude 5490. Máy được trang bị CPU bao gồm i5-8350, RAM 8GB và có kết hợp Vega rời. Nhưng anh đang bán với giá là 13 triệu 9 và có màn hình Full HD IPS. Còn nếu mà thích mà màn hình 15,6 inch thì có Dell Inspiron 3578.
cũng được trang bị chip U, đó là 8250U, có Vega rời đó là MX230. Hiện nay đang có giá bán khoảng tầm 13 triệu thì anh nghĩ đây là hai phiên bản tốt nhất trong cái phân khúc tầm tiền của em nhé. Câu hỏi số 9 của bạn Nhân Trung, anh ơi tầm 20 triệu thì có laptop ThinkPad nào nhẹ dưới 1,6 cân, bền và có khả năng nâng cấp tốt không ạ? Em xài Office, Chrome, YouTube thôi ạ. Trong tầm tiền của em thì em mua luôn cho anh con ThinkPad T490. T490 thì hiện nay được trang bị dòng CPU thế hệ từ 8 Wixlex và có khả năng nâng cấp RAM. Máy có trọng lượng khoảng 1,5 kg và đây là chiếc máy rất tuyệt vời để sử dụng các công việc như của em. Ngoài ra thì nó có phiên bản nó T495 mỏng và nhẹ hơn, cho phép em nâng cấp RAM tối đa tận 40GB. Thì đây là chiếc máy rất ok trong tầm tiền của em và máy mới đập hộp anh đang bán là 19.900. Anh nghĩ khá ổn trong tầm tiền của em. Trọng lượng chiếc máy là 1,3 cân em nhá. Câu hỏi số 10, anh ơi Acer Aspire 5 Core i5 có card rời MX350 thì có giá bao nhiêu ạ? Hiện nay với phiên bản là máy mới nó đang bán thị trường khoảng 16.500 em nhá. Câu hỏi số 11 của bạn Học Hứa, không biết là Dell 7566 bên anh thì hiện tại là giá bao nhiêu ạ? Anh so sánh giúp em 7566 với con HP Omen 6300 HP i5, con nào sẽ chơi game trong thời gian dài ok hơn ạ? Với hai chiếc máy cấu hình này thì gần như nó tương tự nhau và có khả năng tản nhiệt ok. Anh nghĩ trong tình huống này là chiếc Dell có khả năng tản nhiệt tốt hơn so với chiếc HP. HP thì cũng được và thiết kế thì mỏng hơn một chút so với 7567. Nhưng nếu mà khả năng về tản nhiệt thì 7566 hơn, xin lỗi em là nhầm sang 7567. 7566 và 7567 nó chỉ khác nhau CPU thôi. Trong tình huống này thì anh nghĩ là chọn 7566 tốt hơn em nhé. Và chơi game một thứ khá thoải mái. Câu hỏi số 12 của bạn Tuấn Nguyễn Ngọc, ZBook Studio G5 bên anh có mấy cấu hình và giá bao nhiêu ạ? Hiện nay ZBook Studio G5 thì anh chỉ có máy 99% thôi, nó không có máy mới 100%. Và ZBook 15 G5 máy mới thì anh đang còn được trang bị phiên bản i7 8850H và có màn hình cảm ứng, có camera nhận diện khuôn mặt và màn hình của nó là màn hình 100% HDRGB, rất ok với bản P2000. Anh đang bán với mức giá rất ok là 32.500. Trong khi đó thì chiếc ZBook Studio thì anh có cấu hình là 8750H và cặp P1000, RAM 16GB. Anh đang bán với giá là 31 triệu, máy 99% em nhá. Câu hỏi số 13 của bạn Hình Hoàng, tầm 27 đến 29 triệu thì có con nào học đồ họa tốt nhất không ạ? Không quan trọng là máy cũ mới nặng nhẹ, cảm ơn anh ạ. Đồ họa ở đây nếu mà em dùng kiểu dạng như kỹ sư đồ họa, công trình, cầu đường, nói chung là các lĩnh vực thiết kế đi, thì các dòng Mobile Quotation là đáp ứng em tốt nhất về độ bền. Ví dụ trong tầm khoảng 29-30 triệu thì em sẽ có ThinkPad P52, có Dell Poryzen 7530, có HP ZBook 15 G4 là tốt nhất trong cái phân khúc tầm tiền em đầu tư. Ngoài ra thì chúng ta có thể đầu tư các dòng máy gaming, nó có phân khúc giá rẻ hơn, cấu hình rất là cao. Trong tầm 27 triệu thì chúng ta sẽ có phiên bản HP Omen 2020 này, có Dell G5 5500, được trang bị từ chip là i7-10750H, RTX 2060 nó khoảng hơn 30 triệu một chút. Còn HP Omen thì em sẽ thấy nó cũng sẽ khoảng tầm 28 triệu, mà được trang bị chip nó 8 lõi 16 luồng của AMD cực kỳ mạnh mẽ luôn. Và Vega nó là GTX 1660T, màn hình của nó là 100% HDRGB. Ngoài ra có phiên bản Lenovo Legion 5 cũng cùng cấu hình HP Omen cũng trong tầm giá 28 triệu. Đây là chiếc máy rất tốt trong lĩnh vực đồ họa và gaming. Nhưng em lưu ý là các dòng máy gaming thì đồ họa mô phỏng nó sẽ thua một chút so với dòng máy chạm và đồ bền thì nó không bằng. Nhưng bù lại chúng ta sẽ mua được máy mới và cấu hình rất là cao em nhé. Câu hỏi số 14 của bạn Scott Askin, anh ơi cho em hỏi là con Dell Latitude 7480 có đáng để mua nhất trong tầm giá dưới 10 triệu không ạ? Nhu cầu của em là học tập, edit video nhẹ và ngoại hình nữa. Ngoại hình của 7480 thì chiếc máy dành cho doanh nhân và dành cho các doanh nghiệp hạng sang. Trong tầm này anh nghĩ là 10 triệu nó rất là ok. Ngoài 7480 thì nó có 7470 nữa em ạ. Còn nếu HP được HP ZBook, nó có HP EliteBook 840 G3 cũng trong cái tầm tiền em đầu tư. Có ThinkPad T450S cũng trong tầm tiền em đầu tư. Thì em tham khảo 3 mẫu máy này. Nhưng lưu ý với em thì dòng này thì nó chỉ phù hợp với công việc của em thôi. Còn nếu mà chơi game nặng và edit video nặng như là 4K như của anh thì sẽ không đủ cấu hình, bởi vì máy nó không được trang bị Vega rời em nhá, và chip U thì nó không quá khỏe đâu em nhá. Câu hỏi số 15 của bạn Nghĩa Huỳnh, tầm 15 triệu thì nên mua loại máy Ultrabook nào tốt ạ? Chiến game liên minh FIFA online mượt ở mức FPS medium, mong anh tư vấn ạ, màn tầm 15,6 inch ạ. 15,6 inch trong tầm tiền của em thì hiện nay trên thị trường thì đang có những chiếc máy, nếu mà trong cái tầm chip U nhá, đang có dòng máy chip U anh cho là máy mới đi, các dòng Ultrabook bây giờ nó mỏng như này này. Nó chỉ trọng lượng khoảng 1,8 cân thôi, trang bị vỏ hợp kim nhôm. Ví dụ các dòng HP Pavilion và có trang bị như là chip AMD Ryzen 3005 chẳng hạn, nó sẽ có phân khúc giá tầm khoảng 14 triệu, em đã được trang bị RAM 8GB SSD 512GB và màn hình Full HD IPS, rất đẹp luôn, giá 14 triệu em ạ. Ngoài ra thì có các dòng Pavilion trang bị chip i5 như là 1035G1 cũng trong cái tầm giá này. Đấy. Còn nếu mà Lenovo thì hiện nay nó đang có con Lenovo S540, phiên bản màn hình 15 inch có giá khoảng hơn 16 triệu một chút, cũng rất là ok. Còn tầm 15 triệu nếu em mua các dòng máy gaming ấy thì nó rất là khỏe luôn. À, có một con gaming đó là con GF63, nó mỏng lắm, chỉ có 1,8 cân, chưa đến 22 kg.
viên màn hình mỏng nhá. Và trang bị cạc của nó ở đây chúng ta sẽ có GTX 1050 i5-9003, giá là 15,9 triệu. Thì đây là chiếc máy mỏng nhẹ nhất trong cái phân khúc màn hình 15.6. Mà chơi game thì chip khỏe này, VGA khỏe thì nó sẽ kéo tất cả mọi thứ rất là mượt. Còn chip U thì nó chỉ sử dụng tốt cái công việc của em thôi em nhé. Có thể tham khảo thêm trên 24laptop.vn để biết thêm những chi tiết và cấu hình em nhé. Vâng, thưa các bạn, đây cũng là câu hỏi cuối cùng của số hỏi đáp ngày hôm nay. Các bạn cần tư vấn về laptop, tư vấn về MacBook hay các câu hỏi phần mềm, phần cứng, đánh giá máy hay nâng cấp máy, vui lòng đặt các câu hỏi dưới các topic này. Chúng tôi sẽ trả lời qua tin nhắn hoặc qua những video hỏi đáp như này. Rất mong mọi người ủng hộ kênh của mình bằng cách là đăng ký kênh và bấm cái chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật những kiến thức mới nhất về công nghệ thông tin. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Chào.